Xin chào các bạn xinh đẹp. Hôm nay Trang sẽ swatch 5 bạn sao này từ Mimi Box. Cùng bắt đầu với cây đầu tiên, Am Lip Liquid nhé. Ban đầu Trang cứ nghĩ đây là son kem lì cơ, nhưng thực chất lại là son kem lỏng bình thường, chất son kiểu như bạn Etude House Color in Liquid Lips ấy. Ưu điểm của chất son này là dễ tán, phù hợp với môi khô vì chất son trơn trơn lỏng lỏng chứ không khô lại. Mùi son thì thơm nhẹ. Tuy nhiên điểm trừ dễ thấy nhất là siêu nhanh trôi vì son hầu như không bám vào môi mấy đâu. Nếu bạn uống nước thì sẽ bị dây đến 80% vào thành cốc, và nếu ăn nữa thì chắc chắn là sẽ trôi hết thôi. Nếu bạn nào có thói quen bặm môi nhiều thì sẽ thấy lớp son bị dịch chuyển chứ không nằm yên đâu, và sẽ thấy viền môi hơi bị hằn lại thành các vòng trên môi đấy. Bảng màu son có 15 màu, chủ yếu vẫn là các tông đỏ, hồng, cam pha đặc trưng của son Hàn Quốc. Nếu được hỏi có mua thêm màu nào khác không thì rất tiếc là không, vì mình không thích chất son này lắm đâu. Tiếp theo là I'm Lip Teen. Các bạn yêu thích son Hàn Quốc thì không còn xa lạ gì với kiểu son teen rồi đúng không? Chất son mịn, nhẹ, làm môi căng mọng trông cực đáng yêu, và một số son teen thì bám siêu lâu nữa. Bạn teen này của Mimi Box chỉ giữ màu ở mức độ kha khá thôi. Tuy nhiên nếu không ăn uống gì thì son cũng không bị nhạt đi mấy đâu. Và bạn teen này có lẽ phù hợp với kiểu lòng môi hơn đấy, vì khi dùng cả môi thì lên như son bóng luôn, là môi mình trông như kiểu bị phù lên ý. Bảng màu của dòng son này cũng có tổng cộng 15 màu tất cả. Nếu bạn không thích màu Trang đang swatch thì cũng hãy tham khảo 14 màu còn lại nhé. Rất nhiều màu xinh xinh đấy. Thiết kế của bạn son này khá kín nên không thấy được màu son bên trong, chỉ có thể dựa vào phần nhựa cùng màu trên thân thôi. Tất nhiên cũng tương đối chuẩn chứ không bị khác quá nhiều đâu. Hiện giờ trên web Mimi Box Trang không thấy họ bán lẻ cây này nữa, mà gộp combo một lip liquid và một lip tint thì là 14 đô. Các bạn ở nhà có thể đặt các shop nhận order từ Hàn xem sao. Cuối cùng là Am Lipstick, dòng son thỏi của Mimi Box. Bạn này thuộc dạng son thỏi cổ điển, tức là rất mềm và hơi bóng khi tô cả môi, hoàn toàn không lì, thế nên là môi khô có thể dùng thoải mái luôn. Cá nhân Trang thấy thích dòng son thỏi này hơn hẳn hai bạn ban đầu. Chất son mềm khi dùng lòng môi rất xinh mà lại bám lâu nữa. Đặc biệt là tông hồng và đỏ thế này thì kể cả khi tẩy hết đi vẫn còn màu nhẹ trên môi khá tự nhiên. Ba tông màu Trang lần lượt swatch tiếp đây đều không kén da lắm đâu. Đặc biệt hai màu trước thì sẽ trẻ và tự nhiên hơn là tông đỏ đậm cuối cùng. Son cũng không có mùi quá nồng. Năm bạn son hôm nay Trang đều được Mimi Box gửi tặng vì là đại sứ của hãng. Có lẽ vì Mimi Box cũng biết là Trang mê tít son, thế nên là đã chủ ý gửi son để mình review cho mọi người đấy. Các bạn nào quan tâm chắc cũng để ý các sản phẩm riêng của Mimi Box đều bắt đầu bằng I'm gì đó. I'm eyeshadow này, I'm concealer này, I'm mascara này, vân 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 vân. Một series với kiểu ghép tên đơn giản nhưng khá độc đáo đấy chứ nhỉ. Với mức giá bán lẻ 16 đô tương đương với 350.000 ở trên web, sấp xỉ MAC ở Mỹ và Espoir ở Hàn, thì Trang nghĩ các bạn có thể thử xem sao. Mặc dù mức giá này vẫn khá cao đối với các bạn học sinh sinh viên, nhưng Trang thấy rất nhiều điểm cộng ở bạn này. Đầu tiên là mình thấy khá ấn tượng với thiết kế, tuy chỉ là một màu đen nhưng trông cũng không hề nhàm chán, có lẽ một phần vì Trang thích màu đen sẵn rồi. Khi cầm vào liên tưởng ngay đến cây son NARS, vì cũng là kiểu thiết kế vuông và khá cứng cáp, chắc chắn. Thân son còn có in logo của Mimi Box khá xinh nữa. Trang thường có thiện cảm đặc biệt với những thỏi son được in logo. Chất son thì gần như y hệt Amplify của MAC và Saturn của Espoir, nên các bạn nào đã dùng thì có thể hình dung ra được nhé. Mình biết tới Mimi Box là từ chị Pony, thực sự phấn khích khi phát hiện ra rằng Mimi Box cũng có luôn ở Mỹ nữa.
Và từ đó đến nay, trước khi may mắn trở thành đại sứ của họ ở bên này thì Trang cũng đã mua rất rất nhiều các box xinh xinh cũng như là các sản phẩm riêng lẻ rồi. Vừa tiện vừa nhanh vì không phải chờ gửi từ Hàn mà giá cũng không chênh quá nhiều. Chỉ có điều vì các sản phẩm hot hết quá nhanh nên mình vẫn hay bị chậm chân. Nếu bạn nào cũng đang ở Mỹ giống Trang mà muốn tìm một trang web tin cậy để mua các sản phẩm Hàn Quốc thì có thể vào mimibox.com nhé. Mặc dù là son được tặng nhưng Trang vẫn sẽ luôn đưa ra những ý kiến review chân thực nhất về các sản phẩm này nên các bạn hãy cứ yên tâm nha. Không phải cứ được tặng mà là tầng bốc âm chơi đâu. Điểm cộng điểm trừ vẫn sẽ bị mổ xẻ đầy đủ hết thôi. Ok, giờ thì mình sẽ tạm biệt các bạn và chuẩn bị một vài video mới khác đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Bye bye.